hoạt động trong nhiều lĩnh vực như trang trí, kiến trúc, nhưng dường như chỉ có vẽ tranh mới thực sự là niềm đam mê của họa sĩ Đặng Kim Long. Hơn 40 năm gắn bó với hội họa, thấu hiểu nhiều trường phái nghệ thuật, ông chỉ muốn quay về với những cảm xúc sâu lắng, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Tôi thấy mấy ông thợ, mấy ông làm cái sơn mài, sao nó lúc mà nó mài ra đó thì nó lại cho ta những cái hiệu ứng gọi là ma che đó, tức là nó phong phú lắm. Cho nên từ đó mình có một cái niềm đam mê về sơn mài ngay cái lúc mà còn mình đi học. Sinh ra trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật, từ nhỏ, Đặng Kim Long tình cờ xem người hàng xóm là sinh viên mỹ thuật vẽ, rồi bắt đầu yêu thích hội họa. Sau đó, ông học trường mỹ thuật gia đình và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Trải nghiệm với nhiều chất liệu, nhưng Đặng Kim Long lại tạo dấu ấn với sơn mài. Được sự động viên của họa sĩ Hồ Hữu Thủ, ông sáng tác tranh sơn mài theo phong cách truyền thống. Chọn chủ đề thiếu nữ và hoa, các tác phẩm như Hội Xuân, Sen thể hiện cá tính riêng của ông với nét hoài cổ kết hợp hiện thực, lãng mạn. Thực ra thì cái dòng sơn mài cổ truyền thì theo truyền thống thì thí dụ như ông Nguyễn Gia Trí, ông thầy Nguyễn Gia Trí ông vẽ thì ngày xưa thì nó cảnh đền chùa, rồi thiếu nữ vườn xuân, thì tôi cũng bị ảnh hưởng đôi chút về thầy Nguyễn Gia Trí. Do đó đó thì đa phần cái phong cách về tranh sơn mài tôi lại phái hiện thực hơn. Tôi phái tranh hiện thực hơn. Bởi vì cái hiện thực đó, đó thì nó gần gũi với những cái người bình thường. Đa phần thì một cách tự nhiên thì nhiều khi trong những cái đẩy, những cái cú tút cọ của mình nó lại làm cho cái trí tưởng tượng mình tốt hơn và nó tạo một cái cảm xúc mạnh hơn trong tác phẩm. Với các tác phẩm trừu tượng, Đặng Kim Long lại tự do bay bổng trong sáng tác. Ông thoải mái thể hiện những ý tưởng của mình. Từng nét cọ vệt màu đều thể hiện tài năng của người họa sĩ đã có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Theo cái truyền thống của Việt Nam mình á, nó của mấy ông xưa đó, ví dụ như Nguyễn Gia Trí đồ trở lên đó ha, thì nó có hạn chế. Thì tiếp nối, tôi là một trong những cái người tiếp nối sau này, Đặng Kim Long cũng vậy, thì có thay đổi cái chất liệu, cái sắc liệu á, của sơn mài. Có khi hồi xưa đó ít áp dụng vô cái trường hợp gọi là trừu tượng, nhưng mà bây giờ cái khuynh hướng đó nó gần như nó cũng phổ biến lắm, thành anh em du nhập vô cái thế giới trừu tượng đó nhiều. Đặng Kim Long là một trong những cái lớp trẻ sau này tiếp nối cái đó. Tôi cũng không phụ rải cái sơn dầu, bởi vì cái sơn dầu thì thực sự ra thì nó dễ cho người nghệ sĩ thể hiện chính mình. Bởi vì cái chất lượng sơn dầu thì mình vẽ, thí dụ nó có chật thì mình còn thể cạo đi, mình làm lại được. Nhưng mà đa phần thì cái sơn dầu thì nó được một cái là mình vẽ trừu tượng thì nó rất là nhanh, bởi vì nó có thể chồng được nhiều lớp, tạo hình khối, tạo ánh sáng ở trong tác phẩm của mình.
Cho nên đường nét rồi bố cục ở trong tác phẩm mình có thể nắn nó, có thể làm tất cả những cái ma che, tạo những cái ma che mới, những cái vệt, thậm chí những cái chấm, rồi loang lỗ, rồi những cái ánh sáng bắt vô trong tác phẩm của mình thì nó dễ cho cái người nghệ sĩ thể hiện. Đặng Kim Long có cảm hứng sáng tác tranh màu nước. Ông vẽ nhiều chân dung, hình ảnh người thầy, bạn bè, đồng nghiệp, người thân qua nét vẽ của ông rất chân thực, mộc mạc. Người xem cảm nhận được sự trân trọng với các nhân vật ông chọn để sáng tác. Cái mảng tranh chân dung, tại vì anh là người rất là kiểu như tình cảm, dễ thương, rồi gặp mọi người thì rất là cảm xúc, luôn luôn yêu thương và kính trọng mọi người. Cái đấy, cái thể loại tranh chân dung nó như vậy, là mình phải có một cái cảm xúc, mình phải có cái cảm nhận, có cái tình cảm với người mẫu thì mới tạo nên được những cái bức chân dung nó đẹp, nó có thần thái. Trong cái tranh màu nước của ảnh thì nói chung lại là ảnh nắm được cái thủ pháp với cái chất liệu, thì ảnh diễn tả được khi mà người xem tranh á, thì họ thấy có những cái cảm xúc anh thể hiện được. Nó vừa cái màu nó vừa trong trẻo, vừa nói lên cái đề tài. Mà những đề tài nào dưới cặp mắt của ảnh cũng đều thể hiện qua cái cảm xúc. Gần đây, Đặng Kim Long vẽ nhiều tranh phong cảnh, vẫn chất liệu màu nước. Ông cho rằng màu nước thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của mình. Đà Lạt trong tranh của Đặng Kim Long vừa lãng mạn vừa thơ mộng. Màu sắc chân thực, mượt mà trong các tác phẩm của ông mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp cho người xem. Tất cả những cái thành tựu mà mình có được ngày hôm nay là nhờ màu nước. Màu nước thì do cái cảm xúc của mình. Thí dụ như đến đó thì mình cảm thấy cái phong cảnh nó đẹp, rồi nó gần gũi với lại cái cuộc sống đời thường, rồi nó lại mang cái hình ảnh của những người thích du lịch, rồi phong cảnh Đà Lạt thì nó mát. Cho nên cuối cùng rồi tôi có làm một số tác phẩm. Màu nước thì thực sự cái đẹp của màu nước thì nó làm cho con người ta cái hiệu ứng của màu nước. Chính cái hiệu ứng của màu nước nó dễ cho mình lột tả cái chất liệu thơ, cái chất liệu thơ mộng của một cái cảnh đẹp. Thì nó làm cái chuyện cái nó chuyển hóa, nó chuyển tải cho người nghệ sĩ thì một cách nhẹ nhàng hơn. Thực ra chúng ta chấp nhận theo cái con đường nghệ thuật thì chúng ta không nghĩ đến cái chuyện mà chúng ta có thể có được cái gì, bởi vì mình cứ làm tới thôi, chứ mình không nghĩ là mình sẽ được cái gì. Từng có thời gian gián đoạn vẽ tranh để làm công việc khác mưu sinh, nên khi được trở lại với hội họa, Đặng Kim Long làm việc miệt mài và hạnh phúc khi được sống với đam mê của mình. Ông luôn trân trọng những giây phút gặp gỡ đồng nghiệp, chia sẻ ý tưởng mới và lắng nghe những góp ý chân thành. Với ông, nghệ thuật mang lại sự hứng khởi và ông vẫn sẽ tiếp tục sáng tác, tạo nên nhiều tác phẩm chân thực và ấn tượng.